Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay đầu bếp đi cầu lươn. Lâu rồi mới gặp đầu bếp đúng không mọi người nha. Đầu bếp chào mọi người cái đấy. Chào mọi người nha. Anh à. Đây đang đầu bếp đang săn lươn đây. Con lươn này cỡ tầm khoảng 8 lạng. Không bật chung bật. 8 lạng đang đầu bếp đang câu đây. Con bật chung bật. Lại lên hồ cá tiếp nha các bác. Mọi người đón xem đầu bếp câu lươn thế nào nha. Ở đây được có 3 con rồi này. Hôm nay được 3 con rồi nhưng mà không kịp quay. Đây. 3 con này cỡ tầm khoảng gần 3 lạng. Mọi người cùng đón xem nha.